đậu lòng. Qua máu nghe, chi đi máu nghe, đậu lòng tụ thận thứ hai có phượng. Sáu chú quyền qua. Siêu âm teo. Ai thận teo. Thứ ba bất thường. Nội tiết. Bất thường nước tiểu. Ba cái đó kéo dài thôi. Ba tháng thì gọi là bệnh thận mãn nghe, đi thận nè. Đậu lòng tụ thận dưới. Gì nhỉ? Khi mà tiếp cận với bệnh sử thì là bệnh sử là gì? Bệnh nhân suy thận
bệnh lý mãn tính nó đâu có gì đâu. Người ta sẽ ở một tháng là người ta khám, một tháng người ta khám rồi còn tâm chứ người ta đã lọc thận rồi, người ta vô lọc thận rồi về, lọc thận rồi về như vậy. Thì khi nào bệnh nhân vào viện, lý do gì người ta chưa vào viện, đó là cái bệnh sử của đợt bệnh này là cái gì, lý do vào viện của đợt bệnh này là cái gì nhé, hoặc là đợt cấp, hoặc là đã cho giai đoạn cuối rồi, hoặc là những bệnh lý kèm theo. Ví dụ người ta đâu có ai bắt buộc là khi hình ảnh giai đoạn 2, 3, 4 người ta đưa gì tiêm phổi, thấy người ta đưa gì gãy xương, tai nạn giao thông ha, đó là bệnh lý kèm theo. Còn đã lọc thận rồi, đã lọc thận rồi thì thường vào viện như cái gì, cái ca này đã lọc thận rồi nè, mình cảnh ca này là đã lọc thận rồi thì vào viện như cái gì, thứ nhất vào viện biến chứng ha, biến chứng đó là CT nên sẽ có hai loại, biến chứng biến chứng của thận, sinh thận mạn đã CT với biến chứng của bệnh. Cái thứ hai là biến đã biến chứng của phương pháp lọc thận. Ví dụ như phương pháp lọc thận này sẽ điều tắt FAV, ta vô nhiễm trùng FAV, ta vô phình FAV vỡ, hoặc là người ta vô nhiễm trùng cái te, còn là phần bụng người ta vô gì nhiễm trùng phúc mạc, hay nhiễm phúc mạc, ta vô gì biến chứng của phương pháp thay thế thận. Có rồi cái này là ta vô nhiễm gì biến chứng của bệnh lý như như CT tràn dịch, hoặc là ta lọc, ta đang làm rồi ta bỏ lọc, ta bỏ lọc chừng một tuần lễ ba lần thôi là người ta sẽ trở lại giống như là cái giai đoạn cuối này, người ta sẽ có đầy đủ các hội chứng của sinh thần mạng hết rồi. Cái thứ hai ta giao diện gì bệnh đi kèm theo nhé, đâu có ai cản sinh thần mạng giai đoạn cuối đang lọc thận vô gì té xe gãy chân, có diện gì nhồi máu cơ tim, có diện gì đột quỵ, đúng không? Cái ca này một hồi mình sẽ phân tích là người ta sẽ vô diện gì, cái bệnh cảnh gì nha, trong vốn bệnh cảnh này. Cái đó là phần bệnh sử gì nhớ nha, cái gì nhớ thẳng quá coi cái đồ bản không, thì xin nhớ tạm quát một cái bệnh sử như vậy để khi mà quý vị khám bệnh đó, quý vị làm nén á, quý vị sẽ nhận định còn cái bệnh này nó là thuộc loại bệnh cảnh nào, rồi thì sẽ đi theo hướng đó nha. Nó sẽ mỗi bệnh cảnh nó sẽ có hướng khác nhau. Ví dụ như chưa có lọc thận á thì nó sẽ có đầy đủ các triệu chứng này, triệu chứng lâm sàng sắp tới nó tới nè. Còn mà đã lọc thận rồi á, nó sẽ có bỏ bớt những cái triệu chứng, một số triệu chứng là không đường đừng có đưa vô, nó tin tưởng lắm nha, nó như nhưng mà nó gượng ép người ta thấy như là bạn không có hiểu gì bệnh hết trơn á. Rồi cái phòng khám lâm sàng, khám lâm sàng nó sẽ có cái gì, nó có bao nhiêu chứ. Khám lâm sàng này á thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi lại từ cái sinh lý bệnh, cái chức năng thận, cái thận chức năng của thận làm gì, thải nước và độc chất không, thải nước thì độc chất quá, có lượng nước tiểu, vô rồi nó đâu có giữ ra đâu, nó sẽ hấp thu dinh dưỡng, còn cái độc chất thì nó sẽ thải ra, thải một nó có hai đường, một là đường tiểu, hai là đường phân, cái đường phân thì đi sẽ đi qua, còn nước tiểu là hệ thận niệu, thì thứ nhất là nó sẽ thải nước trước, và hai là thải độc chất là ngoại tiết. Thải nước là gì, thải nước thì cho nên là cái thận suy thì sẽ bị hiện cái gì, bắt đầu sẽ giảm lượng nước tiểu, nghe gọi là tiểu niệu hoặc vô niệu. Còn với tiểu phải không, nước tiểu thao kia, nước tiểu hùng hùng với chạm cái bệnh lý khác, tiểu niệu dưới 400 vô niệu dưới 100 ở ngoài chạy vô niệu 200 vậy, 100 ml trên 24 giờ, hoặc là 1 ml tập ký trên 24 giờ. Cái thứ hai là tiểu niệu, tiểu niệu rồi sao? Có hai triệu chứng vậy, uống vô thì không thải ra được, phù hộ. Đó, nó đi ra cái từng cái triệu chứng, từ cái sinh lý, từ cái sinh lý bệnh ra triệu chứng, cái gì phù để mình phải đi ba bước. Thứ nhất là để khám một triệu chứng thì mình phải đi ba bước. Thứ nhất là tính chất của triệu chứng đó, thứ hai mức độ, thứ ba chẩn đoán phân biệt tính chất triệu chứng, nó là gì, phù là phù, tiểu thận là phù, phù màng trắng nó lẫn sau cao vậy đó, thứ hai bên nha. Cho nên khi mà mình vô viện mình thấy một bệnh nhân một cái chân phù, một chân có phù gì đó là phải phù cái thận không, không nha, nên ta gọi là những tính chất bình thường của cái triệu chứng
Phù cô chú hai chân, trung bình, phù tròn không, mắt mũi gì đó, tay rồi đó, phù tròn không, phù nặng là đang này, tròn không cộng với tràn đầy ra mà, hoặc là tăng trên 20% phần trăm cơ thể, còn phù trung bình là tăng từ 10 đến 20, còn phù nhẹ là tăng 10% trọng lượng dưới 10% phần cơ thể. Thì khi đó thì mình nhân ta 55 trên 50 kg, người ta tăng 55 là phù nhẹ thôi ha. Rồi chàng dịch nằm, chàng dịch ra mà thì có mấy mạng, mạng phổi, mạng bụng, mạng tim, mạng sinh mạng. Cho nên cái khám phụ á, nó khám phụ gì không có ống ống ngoài xương chạy hay không có ống ống trôi ống ngoài da không đâu. Còn bây giờ phải đi khám luôn, các chàng dịch các mạng có không, ví dụ như mạng tim thì sẽ khám gì, tiếng tim mờ hoặc nghịch nó có không nha. Rồi chàng dịch mạng phổi thì là hội chứng bổn thị, có được công tác là cho biết hiện trạng dịch bằng bổn được, ít, trung bình. Tôi nói nè, ít nghe, mới mức độ ít, trong khi không bao giờ khám được cái sinh sản, thiếu máu nhẹ không khám được, trung bình. Cho nên nói là cái gì thấy nhợt rồi, trung bình rồi, nghe nhẹ bây giờ không khám được đâu, cho nên trạng dịch cũng ít, không đi đừng nói, khi không khám được chỉ có trên siêu âm thôi, mà nữa là bao nhiêu trong cái bụng thấy không? Không luôn. Thì người khám được ít đó. Trung bệnh là gõ được dùng pháp, còn chàng còn chàng được nhiều nhiều là bụng bệnh. Cái hệ sắp dở nghe hoặc là cái gì đó cũng nước đá, giảm nước đá đó. Rồi chị nghĩ tinh hoàng dễ thấy rồi nha. Còn công việc nè, người phụ này nè, cái phụ trắng nó lởm á, nó sẽ khác với cái phụ niêm. Cái phụ niêm phụ cứng á, phụ mà thấy cứng lên á, mấy cái mặt động mạch hoặc là mấy cái viên nó phù, viên mô tế bào đó gì thấy không, nó đỏ, nó cứng lên. Còn phù này là phù mềm trắng hơn cao thì nó sẽ có gặp cho những bệnh lý nào để mình phân biệt. Thứ nhất tim, thứ hai gan, thứ ba thận, không nói gì thận rồi, thứ tư dinh dưỡng nha. Thì mình sẽ phân biệt bốn cái đó. Thứ nhất tim thì tim sẽ phù xong, phù gì thận là thứ nhất, phù thận là phù sáng sớm, thường là phụ sáng sớm nha. Tim là phụ thường về chiều. Vì nhỏ tim có gì nữa, tim có điểm nữa, tim phụ do tim là do mình lý gì? Tim phải nha, tim phải, tim trái là cái gì cũng khó thở nhiều hơn. Tim phải sẽ liên hệ cái gì? Có bệnh mạch cổ não chứ, phụ thì là tính mạch cổ não đó. Tính mạch cổ não gì thấy tính mạch cổ não là có chắc chắn có tim rồi đó nha. Tính mạch cổ não gì nữa? Ống gan phòng cảnh nó sẽ có biểu hiện là quá tải, ứng ở tiền tải nha, tiền tải vô cái chơi vô cái nghỉ phải á. Hai thì sẽ có gì nữa, bệnh nhân sẽ có gì nữa, phù về chiều nha. Bệnh nhân có thể có kèm khó thở hay không, có người bệnh nhân có kèm khó thở thì của tim suy tim trái là gì? Khó thở, khó thở khi gắng sức, khó thở về đêm, khó thở khi nằm đầu thấp, đó là những chất bình thường của suy tim nha. Cũng như hỏi có không, có thể loại trừ cái tim. À, bỏ cái tiền ra với lại hồi bệnh nhân hỏi có tiền sửa suy tim không, người ta hồi đó giờ muốn tiền sửa suy tim nhưng tự nhiên có rồi cũng không được hay đầu trừ. Còn phù vô gan, phù vô gan tính chất phù gan như thế nào, ai đi quá rồi thấy cái phù vô gan không, cũng là phù mềm nhưng mà thường là bán bụng nhiều hơn ha. Phù gan ta chưa như thế, ta chưa thật thẳng kiểu chưa không, thấy nó giảm canh bụng viên máu cho nên nó chỉ phụ ngọn chi giảm bán bụng nhiều hơn, có hoặc cả cận em có các triệu chứng của gan như là vàng da, vàng mắt, sao mặt từng người lại có không? Không có thì đội trừ. Có cái gì là cái này là tự nhiên hai là đi đội trừ triệu chứng. Nó nghe nói là tự nhiên hai. Đó là còn phù chữ dưỡng là gì? Phụ ngọn chi, phụ mút 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 với ngọn chi là thường ở mức độ nhẹ trung bình thôi, ít khi nào nặng. Rồi nữa bệnh nhân sẽ có phải có thời gian ăn uống kém kéo dài trên một tháng, ví dụ như mới nhịn ăn sáng, bữa này mới nhịn ăn sáng chiều phù là không có nha, phù mới kéo dài trên một tháng. Có gì nữa, đạm máu ăn nhưng máu giảm, rồi mình bụ đạm vô thì hết phù, đó là đặc điểm của phù, hiểu dưỡng. Còn có thì đội trừ, còn không có thì
thận nha, coi những cái phụ có thận không. Rồi mình đã đi tính tính các phụ thì chứng phụ rồi. Tới chừng thải độc chất này heo chất thì sẽ có cái triệu chứng gì? Đặc sản của thận. Họ chứ đi máu cao nha. Họ có đi thận không biết cái này, họ chứ đi máu cao sẽ biểu hiện cái gì? Đi lâm sàng cái gì? Thứ nhất là bây giờ quý vị nhớ nè, quý vị nhớ cho tôi từ trên xuống dưới, từ nhẹ tới nặng. Ở trên là gì? Cái quý vị thần kinh. Kinh thần kinh quý vị cái gì? Thần kinh tới tim mạch tới cái thứ hai là thải gì? Thải độc. Thải độc là thải nước đúng không? Thần kinh cái gì? Thải độc. Từ nhẹ tới nặng thứ nhất mình sẽ có cái giai đoạn sớm gì không thấy đâu, giai đoạn vô bệnh viện thấy thứ nhất là giai đoạn ngủ gà. Bắt đầu ngủ gà, bệnh nhân nằm thiếp thiếp nè, kêu vậy hỏi tên gì cho đời con ngủ tiếp. Ngủ gà nha, nó mới lơ mơ là còn nặng hơn nữa. Lơ mơ là hỏi 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 trả lời luôn, không trả lời luôn. Cái ngủ gà, lơ mơ, rồi tới hôn mê, rồi tới co giật. Nhiều tay vô cái liệu càng ngàn càng luôn. Đem đi đậu thì hết, hết cái triệu chứng đó là do hậu chứng viên mất cao chứ, bệnh hiện cái thần kinh. Thôi thì mà khi mà quý vị có gặp cái triệu chứng đó, tại vì cái triệu chứng của họ chứng viên máu cao á, nó là cái triệu chứng gọi là lầm lẫn. Nó có nhiều bệnh lý, nó xảy ra nhiều bệnh lý, nó sẽ gây lầm lẫn, cho nên nhiệm vụ quý vị là phải đi phân biệt. Cái gì như mình nhân vào diện hôn mê, như mình nhân vào diện hôn mê thì sao phân biệt được đó là họ chứng viên máu cao? Hôn mê do họ chứng viên máu cao người ta gọi là một hôn mê không giải thích được bằng các nguyên nhân khác thì mới gọi là hôn mê do chứng viêm máu cao. Như vậy thì mình sẽ không hôn mê. Bao nhiêu nguyên nhân gây hôn mê? Mấy nguyên nhân gây hôn mê? Bệnh. Học tuy bốn quý vị chưa vậy tốt nghiệp nọ rồi, có đi làm kinh chưa? Quý vị quý vị nhớ trong cuộc đời quý vị học y thì thứ nhất không là có hai nguyên nhân gây hôn mê thôi. Thứ nhất là do thần kinh. Thứ hai không do thần kinh đã chuyển hóa. Chuyển hóa thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có những cái bệnh lý nội tiết nè, nội tiết đó đã tháo đường. Tháo đường có gì? Hạ đường huyết, không hạ đường huyết biết chưa? Tăng đường huyết gì nữa? Gan, hôn mê gan gì nữa? Thận. Còn ba cái người chát, nó hiếm không gì cũng thấy đâu. Rồi do thần kinh nè, do thần kinh này có gì biểu hiện cái gì? Một cái bệnh nhân vào viện với quý vị mê tích thò lò. Cái gì là bác sĩ trạm y tế tiến dưới, cấp cứu. Biết một mê đánh giá đáp vô rồi, còn đánh gì nữa? Mình sẽ hỏi người nhà người ta là mê hồi nào? Một cái mê thần kinh là một cái mê cấp tính. Cái này là sáng nghĩ tới chiều mê rồi, hiểu không? Cái là hôn mê cấp tính. Dạ có giống thần kinh công chúng, có yếu liệt, có ba kinh kỳ, có kẹt nhít, có gì không, có cổ gượng không, khám liền có không, không có gì loại trừ với thần kinh, không có yếu liệt, không có gì chứ thì loại trừ với thần kinh. Nghe nhớ nghe, một hôn mê cấp tính, thần kinh là một hôn mê cấp tính. Rồi sau đó mình làm gì nữa? Bấm cái đường huyết, có nó có hẹ được quý không? Bệnh nhân mê tích thò lò vô giải thích độ đột quỵ rồi sắp chết, rồi nghe xong rồi bắt cái đường huyết thắt quá trời, chuyện cho được bệnh nhân lần tuần mỗi ngày cắt hơi bác sĩ quá trời, thấy người nhà nó có ra người nhà nó bác sĩ nó chết thì không chết, cắt hơi quá trời bác sĩ nó có huyết, hiểu không? Bắt cái đường huyết trước, đường huyết thắt là hạ đường huyết. Hạ đường huyết triệu chứng của hôn mê do hạ đường huyết là một cái hôn mê cấp tính và không hôn mê là lâu không có cơ hội cầu câu. Dạ không có giáo thần kinh của chú. Dạ đường huyết thắt đó là hôn mê do hạ đường huyết, thì chuyện cho đường nó tỉnh. Hôn mê mà lâu, hạ đường huyết mà lâu dài quá là không tỉnh, không tỉnh luôn. Có nhiều đau gì đi ICU thì thấy nhậu nhậu rượu không ăn uống gì chưa, cái táo nó hạ đường huyết nguyên đêm sát hai vừa vào vợ mới hay chở vô rồi khỏi cứu. Hôn mê do hạ đường huyết tạo nên hôn mê do tăng đường huyết. Tất cả những cái hôn mê này nè, là một cái hôn mê này nè, cái chuyển hóa này là một cái hôn mê từ từ, còn chỉ có hạ đường huyết chứ thần kinh là cấp tính thôi chứ. Còn tất cả những là hôn mê từ từ, nó sẽ có thời gian lơ đờ lơ mơ chứ từ mới tới hôn mê luôn.
ta mình nhớ không ơi, một mình nhớ ấy. Còn mấy ngày nay, mấy ngày trước qua lừa lừa, giờ mới mới cô là mình nghỉ liền, chuyển khóa liền nha. Thế khi nào nghỉ tắt tính á. Ta chuyển khóa thì có hôm mai gan, hôm mai gan có tiền hôm mai gan. Ra thận cũng gì nữa, nó lừa lừa cũng gạo gật chứ xong mới thấy hôm mai, mới lơ mơ thấy hôm mai. Chứ anh không biết vô cái đồ hộp cái hôm mai liền ha. Ngày đó thì phải đi phân biệt cái chuyện cái hôm mai đó. Nói gọi em hôm mai do hồi chứ đi có cao được cái hôm mai. Không giải thích được bằng các nguyên ké của gì mới nghĩ hôm mai do cái lương không cao. Lúc đó điểm gì sẽ đi, em đi lọc máu thì nó sẽ hết. Bệnh nhân sẽ từ từ tỉnh là liền hộ phục liền luôn hết. Bạn một lắm nha. Trên mặt đi, trên mặt là mệt, khó thở và nặng nhất là viêm màng ngoài tim tắc nha, để tiện là tiếng sọ màng ngoài tim mình để vô cái mỏng tim có nghe trộn nghe sột sạc sột sạc giống như là giải tỏ nhau là tiếng sọ màng ngoài tim là viêm màng ngoài tim tắc có hiệu của hồi chứng lên máu cao trên biểu hiện trên tim mạch đó là hồi chung báo tử nha, có tiếng sọ là tim tắc chết rồi, có thể đi lọc liền, lọc liền là chết. Hồi đó giờ tôi già 19-20 năm rồi thì tôi sẽ gặp được ba cái cha gì à? Mà cứu được có con cha, cha đi chết, mấy cha đi chết. Là không kịp, vô đây quay quay là hồi là cái kia là gì? Hồi không có tử cho nên cái gì hết, khi nào cái gì tiêm á? Cái gì tiêm quá là phổ biến nhất nè. Nhất là chán ăn, chán ăn, gì nữa? Miệng có bị kim loại đi nữa. Buồn nôn, bệnh nhân hỏi bệnh nhân lúc nào cũng cảm giác cũng ấu ấy, không ấu trong nhà là bệnh nhân nó có thấy nó ấu hoài ha, buồn nôn, dạ nôn, dạ nặng nhất là sức huyết tiêu hóa, mà sức huyết tiêu hóa chỉ có tim con đen thôi nha, có máu thì con đen đầy lỉ là đây đã hoài á, cái mình tưởng đâu là người ta sức huyết tiêu hóa vô lét dày dày nó chạm trong đen mà sâu dày dày xong không có gì hết, nghiêm trọng thôi, đem đi lọc thì tình trạng nó hết, thì đó là hồi trước có cao biểu hiện chân tiêu hóa nha. Thì cũng phải đi phân biệt ha, cũng phải đi loại trừ các bệnh lý khác. Mình khi người ta có thực thể thì sao, nó có lét thì sao. Rồi khi những cái tổng thông là bệnh nhân sẽ có ngứa da nha, ngứa da với lại tạm da, rồi nó vô đây nó lắng đọng vào da đó. Rồi thì xua trong cái thể học cái lên cao, cái chức năng sinh lý thứ ba của thận là cái gì? Tạo máu nha, biết không cái chức năng này không? Tạo máu đi cho. Biết thôi. Erythropoietin ở tế bào, tức là cạnh cầu thận nha, ở phần gần tiết ra cái đó để kích thích tỉ xương, tạo hồng cầu, cầu nguyên cái công danh nó không nhớ nữa, một cái công danh sinh lý vậy thôi đó, vậy là học hết nguyên cái tạo máu của thận rồi đó nha, tạo hồng cầu, thì cái đó sẽ là cái gì? Tiêu máu, hội chứng. Thứ nhất tiêu máu của thận là gì? Thứ nhất là mạng trước cho tôi. Đã biết sao? Thận mới là tiết cơ vô, mỡ vô thì nên tiêu thận quá thì còn tiếng không? Kính mơ nghĩ ra nó mới thế. Kính nghĩ ra nó mới cái gì nữa là nó mơ nè. Thấy cô đó nè. Cái bên kia. Đây là gì đó. Nó giống như cái bên kia. Nó giống như cái bên kia. Chiếu lịch chiếu. Kêu mà. Mẹ. Có gì nữa. Sao biết bao nhiêu đó mẹ có cắt. Thì mình nhân mình nhợt lớp. Sao biết chứ không mẹ có cắt. Rồi đó là thứ nhất là
thiếu máu mạng, thứ hai là thiếu máu đẳng sắc đẳng bèo, thứ ba là bộ hòa với tình trạng suy thận. Bây giờ cái suy thận ít nè thì còn tiếp tục bôn không? Còn. Còn thì có thiếu máu không? Không có ít. Còn cái suy thận nhiều thì hết tiết cậu đi, thiếu máu nhiều cho nên nó phù hợp với tình trạng suy thận. Có nghĩa là nhiều ca mà suy thận vô rất là ít, ví dụ như về thì người ta có 1-200 thôi mà thiếu máu 5 ca, cái đó là cái thiếu máu do suy thận không? Dám mua thừa cho suy thận á? Không nghe mà nó ở cái thứ trước này nó không phù hợp thì mới đi tìm một nguyên nhân khác. Ví dụ là bệnh lý huyết học rồi sao, con ta bệnh lý khác rồi sao ha. Rồi khám thiếu máu cho năm sàng khám cái gì? Có gì nữa? Khám tim khám gì? Âm thổi chạy mở tim, âm thổi thiếu máu cơ năng á, gọi là âm thổi tâm hung cơ năng. Nó sẽ ra tại mở không lan đặt vô năm thì lưng chưa làm phải nha, rồi thiếu máu do van tim rồi thiếu máu âm thu tại tâm thu tại mỡ không lan và cường độ dưới 3/6 là không có lương nguyên quá nghe, là thiếu máu do âm thổi thiếu máu có hay không. Nghe bệnh nhân càng thiếu máu càng nặng, thiếu máu thời gian càng dài thì sẽ có âm thổi. Rồi cái thứ chất thứ tư là gì? Thở nó sẽ làm điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp qua hệ vậy nên cho nên khi nó sẽ lo nó ra đó. Vậy là học vệ sinh lý nha, cái đó là cơ chế điều hòa huyết áp tự nhiên. Rồi giờ này nó suy rồi, nó mất tự nhiên rồi thì sẽ biểu hiện là tăng huyết áp, tăng huyết áp này là tăng huyết áp thứ phát. Cái vậy sao không bị là thứ phát khi nguyên phát cái này nè, tự nhiên là cảm nhận nè, sao không bị được thời gian nha, thôi nào có trước rồi giờ nào cái cũng phụ được thì sao không bị cao nhất 5 năm thì tầm 5 năm và nghỉ luôn, tại vì chị không có thời gian đúng không vậy được sao hả? Biết đâu nhiều người ta tăng giá chứ, người ta không hay, người ta vô người ta suy thận không phát hiện là người ta có tăng giá luôn thì phải làm sao để biết được. Chứ bệnh lý nội khoa nó hay lắm, nó sẽ có hai cái bệnh lý thôi, nó sẽ gây ảnh hưởng toàn cơ thể luôn. Nó là bệnh lý gì? Thứ nhất là đái tháo đường hay là cao huyết áp, nó sẽ biểu hiện cái gì là tổn thương cơ quan. Nó sẽ có cái cụm từ gọi lại như vậy. Thì khi mà tăng huyết áp thì coi bên tim mắt não thận, nó sẽ tổn thương cái vết cắt trước tim mắt não thận. Coi bệnh nhân có tổn thương cơ quan thận trước đó chưa, nếu có tổn thương rồi thì đó là nguyên phát, nó nguyên phát đó là nguyên nhân. Còn nếu mà nó chưa tổn thương như trên đó, nó thì xuất hiện cùng lúc với suy thận thì coi chừng nó là hậu quả. Thì tăng huyết áp này là nó có đặc điểm gì, tăng áp của viêm não có đặc điểm gì? Quá dân hỏi em một phần thật rất là ngồi điều trị thì sẽ thấy người ta sẽ điều trị theo sinh lý bệnh theo cái triệu chứng. Một cái đặc điểm cuối cùng là điều hòa điện giải đâu thì căn bệnh của con, cái này là điều trị cuối đó. Thì khi mà cho ra một cái điều trị hồi thì Huy sẽ thấy cộng lâm sàng Huy sẽ làm gì? Thứ nhất cộng lâm sàng làm gì? Xin qua máu phải không? 100 cái 60 cái xin qua máu là mất hay gì? Cộng lâm sàng Huy sẽ có nè, cộng lâm sàng giúp là cộng lâm sàng để chẩn đoán bệnh, cộng lâm sàng để thì nguyên nhân, nếu mà còn điều trị được nguyên nhân cận lâm sàng để tìm biến chứng, nhưng mà không có gì chẩn đoán có biến chứng cận lâm sàng chẩn đoán bệnh thì có biến chứng là máu nước tiểu chẩn đoán hẳn có mấy cái rồi, mấy cái cận lâm sàng không nó nhớ nữa, có máu ở thận thì nhớ nước tiểu giùm tôi một cái, còn ở phổi thì nhớ cái đạm đường, hiểu không? Mấy cái nào dùng tiêu hóa thì không hay gì đó. Rồi máu thì có gì? Sinh có công hút máu và sinh có máu, công hút máu thì chú trọng cái gì? HB nha. HB bên bình thường bao nhiêu? Nam 13, nữ 12 theo tiêu chuẩn chứ không là bình thường.
nam 13, nữ 12, dưới cái đó là thiếu máu nhẹ, dưới 10 là thiếu máu trung bình, dưới 7 là thiếu máu nặng. Mỗi cái mức thì mình sẽ có một cái điều trị khác nhau, có gì nên quý vị phải nhớ cái mức đó vậy đó. Rồi có gì nữa, HP có gì nữa, NCV, MC, HC, HC đó, con nó có thật sự là chẳng sắc đã tạo hay không nha. Thì khi mà công thức máu ra thì quý vị sẽ có hai cái câu kết luận của công thức máu nè. Thứ nhất là có phù hợp với lâm sàng không, khám cho đã da xanh như nhược xong da HB 12 phù hợp không, không thì phải sao? Đó đúng, đó là coi có phù hợp với lâm sàng không, quý vị khám da xanh như nhược xong mới cái gì coi tổng lâm sàng cho tổng lâm sàng HB 12 không, quý vị phải quay lại quý vị coi cho nhược đi nha. Cái gì khám sai rồi, nó đâu có phù hợp lâm sàng đâu. Còn nếu mà mình hay cắm chắc quá thì mình nói tôi đề nghị làm cộng lâm sàng rồi, tôi khám đúng, tôi đề nghị xét nghiệm lại, coi xét nghiệm có sai không. Thứ nhất là có phù hợp với lâm sàng không, thứ hai là có phù hợp với bệnh thận hay không ha. Rồi cái tới phần xin có máu làm gì, retinin điện giải đồ rồi đó, cái nào có cái đi làm thì để làm gì, để tính GFA tụ độc tụ thận nhé. Ở đây nè, bắt đầu mới tính được GFA mình mới ra được mà mình sẽ chẩn đoán được giai đoạn gì, ngay giai đoạn nào không có chẩn đoán suy thận mạn nha, mà bắt buộc phải chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn nào để làm gì. Mỗi giai đoạn nó sẽ có điều trị khác nhau, giai đoạn một điều trị khác, giai đoạn ba điều trị khác, năm điều trị khác, cho nên mình sẽ phải chẩn đoán giai đoạn. Và cái phần nước tiểu gì quý vị sẽ có gì, quý vị sẽ có gì trong nước tiểu đi quay trở lại cái này là gì, một cái này là nephron, cơ quỷ nhìn biết tới nephron nhé. Ở đây là cầu thận, ở đây là ống thận, kẻ còn mấy thằng ở đường gần đường xa rồi mấy đi đường nó không biết nha. Đây cái tổn thương cầu thận sẽ cho ra đạm này, tổn thương ống thận mô kẽ sẽ thường cho ra hồng cầu hoặc là rồi thì nó cũng có, nhưng mà tụi nó sẽ nó đặt chân cho cầu thận hơn đường này ha. Cho nên nhìn cái tổng thương nước tiểu mấy thông số, mười thông số nhưng bây giờ nó có 14, nhưng mà ít người ai mà xài 14, nó mười thông số thì đi sẽ coi của nhân. Thứ nhất là cái tính chất nước tiểu của suy thận là thứ nhất là tỷ trọng thấp, với sẽ coi tỷ trọng nghe, tỷ trọng thấp từ 1.010 đến 1.020 thôi. Thứ hai là tỷ trọng thấp và hàm định trong ngày, nó mất cái chức năng cô đặc rồi, nó sẽ hàm định trong ngày luôn. Cô giờ tin gì thử đi, sáng cái gì thử tiểu, cái trưa cái gì thử tiểu, sau cái điều dưỡng tiểu nó sẽ ra tỷ trọng khác nhau, nhưng mà đối với người sẽ đơn mạng là không thay đổi, nó hoài luôn á. Rồi thứ hai là nước tiểu sẽ có dương, sẽ có một trong mấy cái này, có đồ tiên đi, có đồ tiên đi, có hai hồng cầu hay là có đường hay không, mà mình đâu có thể tiểu đường luôn, có không. Còn một cái nước tiểu này, cái nước tiên không là một nước tiểu sạch, cái không có tổn thương thận. Mà nước tiểu mà trong nước tiểu mà có mấy cái này rồi là tiên lượng xấu rồi, có đạm hiệu là tiên lượng xấu rồi, sẽ diễn tiến tới giai đoạn cuối rất nhanh ha. Còn mấy cái này tổn thương ống thận kẽ thì còn đỡ, mà tổn thương mà có tổn thương tổng thận luôn là diễn tiến tới giai đoạn cuối rất là nhanh. Rồi khi ra tổng nước tiểu nó sẽ cho cái gì biết như vậy ha. Còn chẳng nói hình ảnh đó sẽ cho cái gì, sẽ làm gì, siêu âm, xem tim, xem thận, xem bụng ha, sẽ có coi hai thận kích thước bình thường nhiêu, 3, 6, 12. Mà sau đây nó chuyện được có cái chuyện cách ly khỏi khỏi nhiêu, không ra động nó ngồi lẫn lơ nha. Cách ly á, hỏi kích thước thận nhiêu, nó trả lời không được như trên rồi, vậy có hỏi gì giờ phải hỏi kích thước thận nhiêu để cho điểm, rồi mà nó cũng lẫn lơ luôn. Ở học thận chỉ có hai cái để nhớ thôi, thứ nhất là kích thước thận, thứ hai là kích thước tiền liệt tim.
có không, có tiền liên tiếng không, có không, giá nó không biết, không có luôn nha. Tiền liên tiếng nhiều chết như tôi hai cái kích thước nó được rồi, đồng là tốt nghiệp hẳn rồi mà tôi cho 5 điểm hết nha. Ra cái hỏi thi, cái hỏi gì không nhớ luôn. 3, 6, 12 nhớ nghe nè. 3 là cái chịu chạy cắm cái kim siêu âm, 6 là chiều ngang, cộng là 12. Nhưng mà nói gì thôi chứ cái mức thận bình thường của người Việt Nam mình như thế không có 10 à, cho nên dưới 8 mới là thận teo nha. Dưới 8 sao thì không biết là thận teo vậy. Dạ, cái gì nữa, đặt thêm gì nữa không phân biệt được nhỏ tỷ hoặc là mất phân biệt nhỏ tỷ. Thì khi siêu âm á, quý vị sẽ thấy cái tỷ thận nó màu trắng, màu sáng như nào, nó rõ lắm, nó có ranh giới rõ ràng luôn. Thì nhưng mà cái người mà siêu thận này nó hết rồi, nó vỏ nó mỏng rồi, nó nhẹ 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 ra là cái đó thì siêu âm sẽ đọc là cho quý vị là mất phân biệt nhỏ tỷ hoặc là kém phân biệt nhỏ tỷ hoặc là phân biệt nhỏ tỷ không rõ, nó đọc gì nó đọc, miễn sao mình hiểu là nó là siêu thận rồi, hiểu không? Thì mất phân nhỏ tỷ thận sẽ, hai thận sẽ teo nhỏ, thì có những bệnh lý nào mà thận không teo thì mình đi động cuốn thận không teo, áp đường, HIV, thận thông qua tinh bột, cái nữa, thận thai nát nhé, thận thai nát cục thì nó bự ra, nhận thai thận nó bự lên nó có teo, cái mình nó ùa không có sinh thận là không phải. Rồi đó thì tự lâm sàng với cái nguyên nhân này biết rồi phải không? Tốt. Cái gì? 4 cái. Cái trận đấu nè, cái trận đấu cái gì? Trận đấu này có lý là cái gì, cái trận đấu cái gì? Bệnh em mới lo cái này nhá. 4 cái rồi. Các bạn nghe. Trận mạng. Giai đoạn gì? Giai đoạn mạng, giai đoạn gì? Nguyên nhân gì? Biến chứng gì dạ? Bệnh chứng theo gì? Rồi, những thành gì nào? Bệnh nhân dần những gì nào cấp? Biến chứng đó gì? Đọc cấp, trận mạng. Yếu tố không phải do cái nào chỉ là bạn chọn gì đây, chỉ có đợt cấp của gì mới chọn đó được phân biệt với suy thận cấp. Quý vị không bao giờ chọn đó suy thận mãi suy thận cấp đi, đừng bao giờ chọn đó suy mãi suy thận cấp chứ nó khi tử nó không có hợp lý, không có logic chứ gì chứ, nó đợt cấp suy thận cấp được. Mà đã chẩn đoán suy thận cấp rồi thì suy thận đoán thì đủ ra gì? Thứ nhất, suy thận cấp vị trí trước thận hay tại thận hay sau thận gì đó. Thứ hai, nguyên nhân á, nguyên nhân của trước thận là gì? Giảm cái tuần hoàn hiệu quả. Nguyên nhân tại thận là gì? Nó uống cho độc chất cho cái gì đó ha. Thứ ba, sao thận là gì tắc nghẽn do sỏi do u hoặc do sỏi ca ngoài tử cung nữa nha là nó sẽ gây tắc nghẽn đó. Rồi nguyên nhân thứ chẩn đoán nữa là gì? Rồi chúng gọi gì nữa? Giai đoạn qua đi khám tập thứ hạng không cùng số mấy đó, số 3, số 2, số 3 đó thứ hạng bắt đầu bên đi tiểu nhiều rồi đó. Giai đoạn gì? Thứ nhất giai đoạn vô niệu hoặc tiểu niệu, thứ hai giai đoạn đa niệu, thứ ba giai đoạn phục hồi. Không như nào giai đoạn này mỗi giai đoạn sẽ có một cái điều trị khác nhau. Tiểu niệu thì mình kích cho nó tiểu, còn đa niệu rồi mình kích nữa cho nó tiểu nữa, không giai đoạn đa niệu cho để tiểu cho nó tiểu nhiều chứ, phải không? Rồi giai đoạn là cái gì nữa? Biến chứng lý kèm theo đó, mình nhớ cho tôi như vậy. Xin thật là không có gì cũng nói được chứ với đèn khác không đi đồ lô bản đâu, tôi thấy có đến tay tôi khỏi luôn. Rồi tới điều trị nè, điều trị quan trọng là thứ nhất là điều trị vi sinh, điều trị sinh mạng rất là đơn giản, có hai cái thôi, thì chỉ biết chỉ hai cái thôi là được rồi. Thứ nhất là thay thế thận, thứ hai là thì có mấy cái thay thế thận hiện nay. Thứ nhất, tôi nói không biết nghe thận nhân tạng. Thứ hai, thận không hút mạng hay còn gọi là độc bằng bụng. Thứ ba, ghép thận, thận nhân tạo thì tôi nói là thận nhân tạo thì nó sẽ là thấp
tính cấp thời luôn, đi giải quyết nguyên nhân phù phổi ra thở ngớp gì đó, cái đem đi đập thận hết, hết phù phổi. Còn cái đập bằng bụng của em thì phải đem đi mổ, đi hội chẩn xong đi mổ 10 ngày, 14 ngày sau mới làm được. Vô nhà hết, vô hết cho phù phổi không? Không nghe cái đó thì dành cho tay nó thận duy trì, không có cấp cứu nha, không có dễ nó cấp cứu nha. Thận phân khúc mạ, ghé thận, thẩm thận tạo và thẩm phân khúc mạ này nè, nó sẽ giải quyết cho mình hai câu thả nước và đọc chất, nó sẽ giải quyết cho mình hai câu đó nha. Còn giác thận nó sẽ giải quyết cho quý vị hết luôn, giác thận nó sẽ giải quyết cho quý vị hết các triệu chứng luôn, và nó sẽ tặng thêm cho quý vị gì nữa không? Biết thấu chưa? Cái thận có gì chưa? Biết thận thận. Ừ, nó sẽ tặng thêm cho quý vị cái thận, không phải là tắt tiếng thận nha. Vì cái thằng mà cho thận á, nó cho luôn cái phần thận, hiểu không? Còn cái thằng nhận thận á, nó sẽ nhận luôn cái phần thận. Mà cái phần thận làm gì? Coi năng nó phải xung hỏa nha, còn tiếp sâu nó nhắc như vậy nha, được không vậy đó? Mình làm khỏe không? Người cái thận khỏe, chứ không học tiếp sâu được khỏe đó. Cho nên dùng thuốc chống hay ghét thấy là đi, hiểu không? Ghét thận thì giải quyết hết thì sau đó, nhưng mà bù lại bây giờ sẽ uống thuốc chống thải ghét suốt đời nha, cháu không có thằng quỷ này nữa. Còn hầu như tại thấm uống mặt thì xin uống cho hai cái gì hai không thì thôi, cho nên có thể là uống phải điều chứng cái gì, điều chứng của xin mạng có hai cái thôi, thứ nhất là cái gì sẽ điều trị thì nó máu có hai gì sẽ điều trị tăng huyết áp là hai cái chính, còn ba cái mà điều trị to về miệng giải đồ thì nó nhỏ hay cũng hay nuôi gì phải học nha, tăng cho đi máu nè, thì chỉ to chỉ quá nè là gì nha, đi máu tôi nói còn điều trị đi máu, đi máu này là cái máu điều trị theo xin biết bệnh là dùng gì, ô vô thì cái nào thứ nhất là chỉ định ô vô HP dưới 10 mới được xài á, HP dưới 10 không gì xài được cái gì, đi làm thêm bỏ tiền ra sức sống của biển nghe, nhớ đi bán đồ trên mạng để kiếm tiền trả tiền mua hiểm HP dưới 10 nghe, cộng trừ gì nữa, cộng trừ albumin và ferritin bình thường. HP là gì, đã coi là gì, ô là thải, thở xây, nó vô nó xây nhà, còn mấy cái quỷ này là xi măng cắt đá, nó không có xi măng cắt đá thì chưa xây được, thì phải có albumin và ferritin sắt bình thường, có ferritin nha, ferritin phía trên 300, albumin phía trên 35, rồi cái gì mới xả ô vô được, ô vô nó vô nó mới tích thở máy được nha. Rồi thứ hai là, đó là chỉ định thứ hai là mục tiêu điều trị là bao nhiêu, mục tiêu điều trị là mỗi cái một cái năm nha. Thứ ba dùng thuốc turbo là nó có hai loại alpha và beta, alpha là cái hệ đầu, beta là cái hệ sau, thì cái này alpha thì dùng là tim mạch, beta là tim mạch và tim huyết da, thì cái liều của nó là 50 đến 120 đơn vị, 50 đến 120 đơn vị quay nha, đơn vị một cái đứa nào nó trả rồi mình ấy tôi là 50 có đọc gì đó, thử nó đọc cái mổ gì có tim na xe 80 chiều mà luôn quên đọc của nhân tài vậy làm tí chết lần nếu ba lần nhân tài. Cho nên quý vị học của qua cái bài này quý vị nhớ ra đây thuộc ra được rồi, về nhà khỏi học bài cũng được, cũng nhưng mà quý vị nhớ cái đọc cái nó chính xác, đôi khi đâu có cái gì đâu, ai có ăn thật ăn cháy đâu mà vô không đọc được tầm bảy tầm bả trời chưa ngổ nhớ bài là được rồi. Rồi cái cách dụng cụ của thuốc tạo máu là gì, thứ nhất là nó làm tăng huyết áp, cho nên bệnh nhân mà tăng huyết áp nhiều quá coi là dùng thuốc tạo máu nhiều hay không thì mình sẽ giảm. Thứ hai
giống như insulin gì đó, cái hormone ngoại sinh vô, và cái thằng hormone nội sinh nó không hợp thì nó ảnh nha, không có kháng về, không có gì lại kháng hormone. Thứ ba cũng như mình kháng insulin đó, chích hoài một đống vô có hạ được huyết đâu. Thứ ba tác dụng phụ là nó do nó là hormone là chất tố, nó sẽ làm tăng nguy cơ ung thư nha. Ai có ung thư bất thể ung thư nhiều hơn, ai không có thì nó sẽ có. Rồi theo dõi là 1 tháng 4 tuần nha, cái thuốc thì cái gì? Theo dõi 4 tuần cho tôi. HB giảm thì, cao liều HB, cao thì, giảm liều HB 13 thì, ngưng, nghe không ngưng bệnh nhân đột ngột chết. Đó là điều trị thiếu máu dễ không? Dễ nhất trên đời. HB 97 đã. Truyền máu. Rồi điều trị tăng huyết biết không? Năm loại thuốc, để tôi nghe coi thuốc nhất nè. Tôi kêu anh chị hết chơi. Để chờ cho nó kêu anh chị coi. Cắt tô riêu. Cái gì bị riêu quá đi chị. Rồi nó sẽ kể cái cụ thể coi. Không chẩn đoán nè, suy thận mạng giai đoạn 5, do đó có đường tiếp 2,
dịch mà phổi là không có, nếu như thiếu máu là không có. Cái đó là gì? Cái là triệu chứng, không để vô biến chứng nha, không để triệu chứng biến chứng, trừ khi nào triệu chứng đó đe dọa tính mạng tử vong nha. Ví dụ như là siêu hấp nặng, siêu hấp gió, tràn dịch màng phổi lượng nhiều mới để nha. Biến chứng to chuyển quá nặng, nên sắc gió rồi tăng cao với máu nặng giảm ra đi ra đi giảm hết trơn á. Thì để là biến chứng nha. Quay giờ mình kể giờ đâu như Nhi có đi học gì nữa không? Giờ cái bình án thì sửa bình án với chị nha. Lý do vào viện á, thì nhà lý do vào viện á thì nên để hai triệu chứng cho lên đi. Thôi nghe, Nhi lý do vào viện thì tìm hai cái triệu chứng. Ví dụ như lý do vào viện thì để số 100 bệnh gì sốt, nghe 100 cũng sốt, nhiều để gì ra, không có nghĩa gì chứ, nhiều người để sốt thôi, sốt ho, lả đầu, ở phổi, sốt, tiểu khát, đó là ta biết tên liệu rồi, sốt, tiêu chảy, sốt, đau bụng, biết tiêu quá, có gì, khó thở, hồi nãy tôi bắt cái gì đi từ lầu 7 xuống, từ lầu 1 lên lầu 7, hồi đi cũng khó thở nữa, thấy không, khó thở do cho nên lý do vào viện gì để hai triệu chứng cho lên cho nó hay nhé. Như cái gì tù khó thở, ở gì định gì đừng có đau rồi đó, hoặc là khó thở ho hay là khó thở gì cái kiểu gì. Rồi cái phần bệnh sử, bên bệnh sử thì quý vị sẽ cái bệnh sử này nè, trong cái bệnh sử này sẽ đâu trả lời cho gì được 5 câu hỏi. Thứ nhất là tìm khỏi phát cái triệu chứng, cái triệu chứng nó khởi phát, hoàn cảnh khởi phát như thế nào, nó khó thở khi nằm ngủ tự nhiên khó thở hay là đi chạy bộ xong về khó thở, hoàn cảnh nó khác nhau, nó sẽ ra bệnh lý khác nhau. Thế là thứ nhất là hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng. Thứ hai, tính chất của triệu chứng đó, tính chất mức độ và diễn tiến của triệu chứng đó như thế nào. Ví dụ như tính chất khó thở sao, khó thở cấp tính không, tự nhiên đột ngột ra như thế có khó thở, ăn cái gì lạp vô họng cái khó thở, cái là gió khó thở cấp tính thế đột ngột thế này, rồi con có đột ngột không, cảm thấy khó thở vô họng cái đột ngột thì có nghĩa là bạn không có tính chất. Ra tính chất của triệu chứng, mức độ của triệu chứng như nào, gần bổ không, diễn tiến là ngày càng tăng không, có gì làm ngưng lại không, thế hay là khó thở tới lúc đó không khó thở nữa. Rồi câu hỏi thứ ba là có triệu chứng gì liên quan đi kèm hay không, có triệu chứng thôi đó, có đi kèm như liên phụ, có thở có kèm ho, có kèm sốt không, có liên quan đó, phổi đó, còn có liên quan với tim, có buồn không, nha. Rồi những thứ tư là các triệu chứng có tư là ta không liên quan nhưng mà nó có xuất hiện chung, ví dụ như có thở cái tự nhiên cái gì chảy liên quan kia nhưng mà nó có cái có thì để cho những triệu chứng không liên quan. Rồi câu hỏi thứ nữa là các triệu chứng này nào bệnh nhân mang lên các triệu chứng này đến diện như thế nào. Cuối cùng cái câu cốt cuối cùng nó gì đó, như cái triệu chứng này nó gây cho nên khó chịu như thế nào để người ta vào viện. Còn cái trong bệnh sử này bạn này có không nghe, thứ nhất là khoảng 6 tháng gần đây cái gì sai những gì, cái phần bệnh sử của cái này nè là chỉ đợt bệnh này không, mỗi người ta cái trong cuộc đời của người sinh thần mạng mà đã chạy thận rồi người ta như những hoài à, nhưng mà mỗi đợt nữa nè mỗi cái khác nhau, cái gì được của em đi tên đem hết nguyên tử từ lúc người ta sinh thần mạng tới bây giờ đâu được, vì chỉ nó một đợt thôi. Nhưng mà cái người sinh thần mạng đã đọc thận rồi đó, đã đọc thận rồi thì bây giờ sẽ làm bệnh sử kiểu gì cho tôi, cái kiểu gì mà là bệnh nhân mới vừa đọc thận được hay không, là cái ngày đọc thận á, cái bây giờ bệnh nhân vừa mới đọc thận xong bệnh nhân khó thở nó khác với cái bệnh nhân mà đọc thận rồi qua ngày hôm sau như vào thứ hai rồi, cái thứ ba là nghỉ, cái thứ tư, cái sáng thứ tư người ta mới bắt đầu có khó thở, nó sẽ khác với cái người mà lập thận mới chuyển thứ hai xong khó thở liền, hiểu không? Một lần qua thứ ba cái là khó thở nó sẽ khác. Cho nên khi mà bệnh nhân tới bệnh nhân bệnh cảnh bệnh nhân đã lập thận rồi đó thì phải kèm cho tôi là bệnh nhân cái triệu chứng này xuất hiện khi nào, khi đã lập thận rồi nên là chưa lập, chưa tới nhà lập, hiểu không?
dược khoảng 6 tháng. Cái này không chịu đó. À, bệnh nhân cảm thấy khó thở khi gặp cảm giác sốt cao. Cái này đâu có gì để vô đâu. Tiền sử bệnh nhân sẽ có giảm kháng sức. Ý gì cũng nói chị tiêm cái gì. Sáng hôm nay bệnh nhân cảm thấy khó thở khi hoạt động hết sức. Điển hình bệnh nhân thấy khó thở khi leo cầu thang hai lầu. Nguyên nhân hoặc làm công việc nhà và hàng ngày. Làm hàng ngày cũng khó thở. Tới hai lầu khó thở với người làm hàng ngày cũng khó thở là xin nhận rồi. Thẩm thở khó thở khi nằm ngồi dậy thì đỡ khó thở. Khó thở cả hai thì và thở ra. Trong 6 tháng mắc mới như như hiện giờ mới vô. Trong 10 ngày gần đây bệnh nhân cảm thấy xuất hiện thêm triệu chứng khó thở cực phát về đêm. Ra ngủ với ngồi vật chị khó thở về ho khan ho liên tục ho nhiều về đêm là có triệu chứng đi kèm ha. Bệnh nhân có cung thì đi kèm ho đó mà đi kèm ho đi thì hỏi thêm cái gì nữa. Ngủ dài không có sốt không nghe có nguyên cơ môn chi phổi đó. Combo gì ho sốt gì có thở rồi cắt nhập viện 7 ngày nè nó làm từng đốt đốt nè nó cả tháng 10 ngày 7 ngày như vậy thật cái nào là thật sự cái bệnh sử của người ta 1 ngày đó bởi vì cái triệu chứng đó không sao để gì vậy chơi thì cái tại bệnh sử nó ít quá cho nên kéo thời gian nó dài dài nhưng cũng nó dài dài ra nè. Bệnh nhân sẽ chắc chắn có tiểu ít nha, bệnh nhân sẽ không phù,
ớt khi làm nhân phù lắm, là có hiệu quả rồi là không phù, trừ khi nào mà làm nhân là có không hiệu quả thôi. Thứ hai thì sẽ không có hội chứ có lương cao ha, nhưng không có đâu, trừ khi nào mà đi bỏ độc nhưng mới có lại thôi. Chứ đã lọc máu rồi, bộ gì để vô hội gì để vô trong này trong tấn nhắc bệnh án mà không có hội chứ lương cao là không đúng. Trừ khi nào như vậy là bệnh cảnh này là nổi bật, là bệnh cảnh là bệnh nhân giàu gì triệu chứng CT là nhiều ha, cho nên là khi mình làm cái bệnh sử đó mình phải làm nổi bật là cái lọc thận là cái nền rồi, nó sẽ không có nổi bật nhưng nó không nhận diện cái đó. Còn bệnh nhân nhận diện thì cái CT cho nên cái gì chứ đi lấy từ bệnh cảnh 7 ngày bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng khó thở rồi, em có thở có làm nhiều hơn nữa 6 tháng sẽ có rồi, nhưng mà sau 7 ngày gần đây người ta sẽ có khó thở nhiều hơn đó, rồi một ngày thì bệnh nhân sẽ có khó thở nhiều hơn dữ dội hơn khiến bệnh nhân phải nhập viện. Có một cái bệnh sử như vậy thì nó sẽ hay hơn. Có những cái triệu chứng liên quan như là có ho khen hay gì đó nha, có gì thì để vô nha, những triệu chứng mà có liên quan mà âm tính thì cũng để vô, để sau này khi mình hậu chọn đi mình điều lần á thì mình nói là như sẽ không có số gì chân thì mình không nghĩ như phổi nhiều, nghĩ cái tim nhiều không có rồi, cái gì mà trừ cái còn cái đó em mình nhớ nhiều khi nhớ nhất là như sinh thần mạng là gì, suy giảm miễn dịch rồi thì có thể như có số cái viêm phổi đó nhưng mà mình không số, không còn cái phản ứng bạch cầu nữa, thậm chí là tổn cao luôn, nhưng mà mình nhớ khi mình chụp cái phổi lên mình sẽ có tổn thương phổi, đó là viêm phổi nha. Mình cũng phải cứ như là mình chưa loại trừ thì mình sẽ nghĩ tới, nhưng mà mình không có nghĩ nhiều đó, thì mình chưa loại trừ thì mình đi làm cận lâm sàng để mình phân biệt. Đó là xong cái phần bệnh sử. Cái phần bệnh sử này em làm lại chứ không kéo dài 6 tháng. 6 tháng thì mình sẽ để là khoảng tiền sử. Triệu chứng đó, cái triệu chứng kia mà quý vị chọn là lý do vào viện á, thì vào cái tình trạng lúc nhập viện nó như thế nào, nó có nặng không, có rầm rộ dữ không, thấy không? Dạo này là hết bị lỡ ăn sáng, ăn sáng là có tăng không, hơi tăng nha, hết là 96, có giảm không, không. Cái triệu chứng khó thở này cũng không có rầm rộ lắm đâu, mà thở tăng. Tỉnh, ra đi hầu thở, ăn mỏi, khó thở, ăn uống kém, mất ngủ. Rồi cái dấu hiệu sinh tồn này ổn chưa? Cái sinh tồn này khá. Cái áp cao có được xử trí gì không? Cái phần mà tình trạng lúc nhập viện nào quý vị lưu ý nha. Quý vị sẽ coi dấu hiệu sinh tồn. Nếu mà bình thường thì thôi, nếu mà không bình thường cái gì sẽ tiêu một cái phần ghi chú xử trí. Ví dụ với bệnh nhân đang được xử trí cái gì, bệnh nhân uống được uống viên huyết áp hay không, cái nhiều viên huyết áp người ta 200 là quý vị xử trí cái gì, người ta đã xử trí cái gì, cái gì đi lại để làm gì, để học nghề, để đưa về trạm y tế là chứ không ai về trạm y tế huyết áp 200 rồi tính chuyển không có làm gì đâu. Xong cái trong cái dấu hiệu sinh tồn này có hai cái cho nó dễ. Thứ nhất là cái nhiệt độ với cái huyết áp á, nhiệt độ cao thì hạ sốt, có huyết áp cao thì hạ chất hoặc là nặng bắt tâm lý hoặc là uống thuốc. Còn mà cái nặng nhất là các bạn mặt trăm, mặt 200, mặt 100, 55 là những thuốc làm gì? Cho nên đi khi nào quý vị đi tiêm mạch quý vị nhớ nha, quý vị làm ơn học nghề nha, chứ không phải quý vị đi học thao thường, học nghề đi ra làm nghề, cái nghề á là cái già đó. Ví dụ như ta cắt tóc, ta người làm cắt gì nha, dễ lên cắt gì chứ làm gì hình gì là gì về cắt tóc đẹp, còn gì đi học đi nghe hay tao giáo cao con giáo cho ta cho nó cái gì về bắt chước học làm theo cho gì đi vậy. Không suốt kệ nó,
Dễ rồi, không dám
Cái này lúc nó kia
mà lấy kèm theo nào để nhóm nữa, nhưng như có phở để nhóm dưới nữa. Để theo nhóm. Cái của sư thần mạng để học nhóm. Nó nói như sư mạng rồi để nói với sư tim. Rồi chúng đó sẽ bộ đi tim trái mạng tính thở ảnh hướng. Chỉnh đánh xác tiện là suy tim nữa. Rồi. Ok, đi hóa mạng là cái gì? Tôi đã nói nó là chịu chân rồi, không để vô chân của nó. Rồi lúc đó quý vị mới đi làm. Còn lên sàn tìm cái xác định có phải suy tim hay không. Rồi cận lên sàn tìm biến chứng suy tim làm gì? Thứ nhất cái bụng ở đâu?
vị trí trong vị mô tả thôi. Thứ nhất là cổ tay, thứ hai là hủy, hủy tay trái và phải nha. Chứ không để nói FAB trên tay nha. Thứ nhất là vị trí là ở cổ tay và hủy tay trái và phải. Rồi thứ hai, nhìn rồi đó. Rồi cái gì? Sợ. Sợ có gì? Có sợ FAB lần nào chưa? Rồi. Ủa đặc sản của thận đó mà tôi không sợ. Đặc sản. Thế mà đi tới chùm nào mình cũng ăn đặc sản người ta hết. Để mình cho thận mà thấy. Có sợ con mèo này thôi. Ừ, nhưng mà nó cũng hơn nữa. Không sợ con mèo này. Cùng nhiều đây, cùng nhiều. Nhìn, sợ thấy cái gì? Con mèo cái gì? Con mèo FAB. Cái gì nè, tại sao gì vậy? Tụi thấy FAB, cậu nói là ông mạch vào. Bây giờ tại sao phải nói động mạch cho tĩnh mạch? Động mạch thì là gì? Áp lực máu rất cao, nó cuốn trên trần nhà đó. Chắc thử thôi. Tĩnh mạch là gì? Máu thấp. Máu lâu cho nó cái dễ chị nghĩ 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 nè, bao mạch chứ còn nghĩ nghĩ nữa. Thì như vậy thì ở cái ngoại biên này nè, có lấy máu thì đi ra động thận không? Động thận là cái kéo máu nha. Tại sao người ta dùng tĩnh mạch lớn? Tại vì tĩnh mạch trung tâm, tĩnh mạch nha, mặt cơ thể tĩnh mạch chứ không đâu có đặt động mạch nha. Nhắc lại nha, tĩnh mạch đặt động mạch ở đâu? Thông tin, chỉ có thông tin thôi là động ba động mạch thì đâu biết trong lớn thôi. Còn mà tất cả các thủ tục là cái gì chích vô tĩnh mạch hết nha, chứ động mạch người ta chết cái gì chịu ngu dốt, bác sĩ ngu dốt đúng không? Tĩnh mạch chích vô tĩnh mạch trung tâm là tĩnh mạch cảnh trong. Tĩnh mạch bạn đuôi thế cảnh ngoài có trung tâm không? Ừ, không, trung tâm ở ngoài trung tâm. Thế chỉ có ai có dưới đầu ha, dưới đầu trung tâm ha. Đọc chất những cái tĩnh mạch trung tâm để có đó nó có lượng máu lớn mình mới kéo ra mình đọc thận được. Còn ngoại biên có không? Không. Cho nên bắt buộc mình phải nối cái động mạch vô để tăng cái động mạch quá cái tĩnh mạch này nè, để làm tăng áp lực cái tĩnh mạch này để mình rút máu ra cho nó dễ. Cái là một cách để nói để làm cái là tự thông nha, cái FAB là tự thông của bệnh nhân á, chứ không có cái máy nào trong đó nha. Rồi gù vô cái một cái máy cũng là không phải nha. Mình nói động mạch vô cái tĩnh mạch để mình nó sẽ có tiếng dùng, nó sẽ có gọi là gì, xanh, gọi là xanh FAB á, xanh FAB á, nó sẽ tăng cái áp lực của tĩnh mạch lên. Như vậy thì khi mình gì gờ vô thì sẽ thấy gì, rung quéo. Đặc biệt có là gì? Hai thùy. Thùy nào cũng nghe theo thùy như bụng tập, nó cũng nghe thẩu hết trơn. Nó sẽ là hai thùy cái đồng mạch. Cái thứ hai là nghe gì nữa? Mà khi mà gờ vô, đừng có gờ, nghe cái thấy cái gì, thấy cái miệng nói không? Gờ cái miệng nói xong rồi, rồi dọc lên trên luôn. Nó mà trên 5cm đó, thì đó là FAB. Tốt. Còn gì gờ ra đây, đây có, đây hết rồi, đây hết rồi. Đã. Không có, nó tắt rồi. Cái còn nó bị sơ bữa như thế rồi. Thế thì khi mà mình gọi vô mình phải giờ dài lên trên nữa. Từ dài khi nghe nghe thấy gì? Thổi. Thổi. Lớn. Hai thầy luôn nha. Không có anh chương lên thôi. Hai thầy luôn. Con thổi hai thầy. Từ cái cổ tay là rồi đây, cái đây, gì cũng nghe dọc dưới thêm luôn. Thường có một cục mà. Cho nên là khi một cái gì gây mô tả khác sẽ đẹp thích lên trên nữa. Vị trí thứ hai là nhìn, thứ ba là sờ dọc chết 5cm thì mình có sự nó làm quét FAB còn hoạt động tốt ha. Còn cái gì không khám FAB ha, một cái gì ra chỉnh đó tắt FAB ha là không điểm, không khám gì hết mà biết tắt như hay thầy báo ý thêm hay thầy thuốc. Lại bảo gì là gì, cổ tay, tỉ tay cái này lá này là thiếu. Thiếu gì xí đủ nữa. Còn thiếu một cái nữa. Còn thiếu cổ một tay, cái tay nữa, bệnh nhân này là gì phải không? Đủ rồi. Bệnh nhân này có cái lập bằng cũng rồi. Cổ tay nhân này lập bằng thì hiển qua lập bằng. Cái này đủ nữa. Cho nên nó trong dụng cụ là gì không? Có thì chất lập bằng cũng đủ. Lập bằng thì tưởng gì cũng không khai thác. Chưa quên đủ lập bằng cũng rồi. Cái gì? Có nghe
Rồi tại sao người ta muốn đọc phần bụng? Có ghi nhận không? Con hỏi cho nên hỏi với hỏi với bệnh á là nó gọi là hỏi nó nhân tố là đơn giản không biết chuyện hỏi với hỏi tớ để mình biết lý do sao không gì chứ giờ mình hỏi hỏi thì mình sẽ có những lý do là chống chỉ định là phần bụng một cái chỉ định rút phần rút ra đen là phần bụng nó sẽ có cho mình cái chỉ định đó mình học trên ai học trên sinh văn với họ học trên ai hỏi ủa bà sao mà rút vậy cho bà chỉ qua này vậy người ta sẽ nói cho mình nghe đâu gì nhớ là một cái chỉ định rồi đó hiểu không chứ đang phải hảo thì tự hỏi nhiều lắm có gì không hảo gì chưa rồi trong đó trong cái này trong đó rồi để cho mình tự lên sàn ấy cũng đơn giản suy tim dương tim thì nó sẽ giao ép năm chín có sinh long chè hết trái nè nhả những trái nè thấy cái công tác điện tim có nhả hay không gì không 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 cho không nói kịch bằng tim không thấy có bằng tim hơi ép năm chín hơi ép bình thường tim chắc là âm đi tim nó sẽ có nhả những tim hơi ép không còn nha rồi HP là 8/3 là đạt mục tiêu điều trị chưa đạt mục tiêu điều trị chưa chưa đạt thì ủng hộ như sẽ điều trị lại MCB MCH là bình thường không giả thì chứng tỏ gì có một con nhỏ vô sắc thì sẽ chứng sắc như cái đề nghị làm thêm gì tây tiên để bộ sắc rồi đi đi 400 để chứng rồi đi đi không nấu đầu tiên mình nên đã làm thận rồi rồi hướng điều trị kiểm tra tốt với khác đúng không bị cái nguyên nhân cho tôi hai cái đó thôi hai cái thận thứ nhất là bệnh nhân tiếp tục đọc thận định kỳ ba lần tuần thế rồi gì nữa thứ hai điều trị triệu chứng thì điều trị thiếu máu dạ huyết áp là một dạng coi như điều trị chưa coi như điều trị huyết áp là nhiêu 38 bây giờ mẹ nghe 38 có thì chưa đạt thì điều trị rồi điều trị gì nữa nhân này có gì nữa điều trị suy tim thiếu máu để điều trị máu rồi nhiều thiếu máu bệnh nhân chưa đạt thì thiếu máu thì tiếp tục dùng ô mô liệu chiêu nghe rồi điều trị suy tim dùng gì vai đi tim mạch chưa có đó với bạn nào đi tim mạch chưa đang đi tim mạch không có không có đứng lên nói coi chạy mấy đứa đi thận lên kìa điều trị suy tim nguyên nhân cái chuyện cái nguyên nhân của suy tim mày nghĩ ở về đó coi thứ nhất suy thận thứ hai tăng áp thứ ba thứ tư FAV à, FAV là một cái nguy cơ suy tim nha vậy làm sao tắt FAV từ lúc tôi chỉ biết khi dùng phòng mình cũng muốn nên là nguyên nhân cái suy tim tắt FAV rồi điều trị nguyên nhân suy tim học với anh về đọc về cho tôi bài điều trị suy tim nha không nói sáng cô nói sao rồi, chứ rồi dạ cô tráng à điều trị thận quan trọng là bị cái gì nữa phải không điều trị khi mà chưa đọc thận thì quan trọng cái nữa là điều trị bảo tồn điều trị bảo tồn thì có mấy vấn đề vấn đề những cái gì quan tâm thứ nhất là đây điều trị đây
vô đạo phận. Đạo phận tôi là một, rồi thánh con là một chất hai. Rồi đối với bệnh nhân, ca giải thích cho bệnh nhân rồi là 28 da mà. Cái là của thành viên một hả? Một đến mấy? Cho 15 là nhiêu? Một không mà ở dưới là 1 đến 2 hả? 1 đến 1 đến 2 hả? 100 gram, 100 gram thịt cá, thịt bồi, thịt cá luôn là có 20 gram. Như vậy thì mình sẽ ăn nhiêu? 200 gram. Một con cá lóc 1 kg là bệnh nhân. Một cá lóc còn bỏ dãy, bỏ xương, bỏ thùm lưng cho nghe, bỏ nước rồi nữa. Không biết đi về mua con cá lóc rồi là chẳng mình đang ăn 200 gram thịt cá mỗi ngày là được rồi, ta biết rồi nghe, còn nước là gì. Cái nước như lấy mèo người ta nói là như nước sao bác sĩ. Bằng cái lượng nước tiểu, bằng lượng nước tiểu không trừ 200 ml. Mồ hôi nước mắt gì đó, như như mình phù nhiều quá thì giảm lại 800 thôi, còn không phù thì uống thêm thôi. Muối là dưới 2 gram là muối nè, dặn người ta ăn muối nè, ăn vừa vừa tạ là chi mát chết hay gì. 2 gram thôi, cái kiểu gì chụm 2 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê nước mắm còn nước tương ăn một, ăn được 2 muỗng cà phê trong ngày. Có nghĩa là gì? Đem một tô canh này nè, cái bỏ 2 muỗng nó vô rồi hết trơn. Không nên nếm, lấy 2 muỗng này để chấm nha, để chấm ăn nha, để quả 2 muỗng này vô là khỏi đi. Có gì nhớ cho đạm, muối, nước, hết gà hạn chế, thức ăn có kali như là chuối, nho, nước dừa, cam, bưởi, chanh, cam có kali nhưng mà quýt không có nghe. Đây là con cam khi người ta ăn quýt thì chanh có mà không có gì đâu, ông trời nó không có tắt đường ngang bao giờ. Nó tắt đường này cũng bỏ đường kia nhà cho nên nó vậy. Khi người ta chơi biết tắt lên hướng dẫn người ta ăn. Cái điều trị bảo tồn này là đang điều trị thận đúng không? Đúng. Như này đúng không? Là xóa được chị suy tim đi. Điều trị suy tim là kiểm soát luôn. Cái này là những cái lợi ích giống như cơ. Xóa được chị suy tim thì không có giải. Có con, ví dụ như là trứng nè, phô mai nè, dùng thuốc á thì tổng xe luôn xe xe đâu qua là cái gì, cái đâu qua là cái gì, tao lúc nào là cao cái đâu qua là cái gì, bắt nước bạn không có cái tiền, không có xét nghiệm cái tiền gì mà cần sắt hay tiền để đi đâu, nếu mà
Ông ơi, nè đi vô lo là cái gì, cho mượn cái đó được không? Cái nó đó, cái nó nghe cái người ta tự nhiên nhấn gì nha, thì như đi tên thì vô lo thì cũng là tên về tên gốc đó, có chế người ta uống gì như gì thì như thế nào để làm được công bố Catherine luôn. Catherine là cái gì? Thank you.